Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để các bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng kết thúc video bằng phần mềm Filmora 10. Thực ra kết thúc video hoặc là mở đầu video ấy thì có một số bạn thì rất là coi trọng cái đấy. Nhưng mà mình thì thấy nó cũng bình thường thôi. Thỉnh thoảng thì mình có thêm intro, thỉnh thoảng mình không thêm intro, rồi là kết thúc là outro ấy. Trước ấy mình rất là hay chú trọng vào cái đấy, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng thì mình chảy, mình chỉ có cách mình hay làm nhất là mình thêm một cái tức là một cái khung đen ấy, khung đen dài khoảng 20 giây để mình có thể thêm chèn cái end screen, tức là cái phần kết thúc video của YouTube ấy, vào trong video của mình thôi. Tuy nhiên nếu mà Filmora thì có một số cách để các bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng kết thúc intro thì mình kết thúc video gọi là outro thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ở trong Filmora cho những bạn nào chưa biết. Ok, đây là mình đang ở trên màn hình của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái dự án mới. Giao diện này là giao diện của Filmora 10.5 nhé, 10.5 phiên bản 5.6 gì đấy, 10.5.6. Thì các bạn đầu tiên là các bạn tạo một cái new project. Mình thì mình sẽ tạo một cái dự án mẫu thôi, chứ còn nếu mà các bạn sẽ có một cái video của các bạn ở dưới đây. Đầu tiên mình sẽ thêm cái video đi. Đầu tiên lấy một số cái sample video. Đây vào phần sample video. Ok, đây ví dụ có 3-4 cái video mẫu này. Mình sẽ kéo xuống timeline, đặt đây. Đặt ở ngay trên timeline này nhé. Có một số bạn là edit video ấy thì bạn không hiểu tại sao là cái này cái timeline nó bị dồn lại ấy. Thì có các bạn có thể dễ dàng các bạn kích chuột vào đây, các bạn giãn cái timeline ra nhé, hoặc là các bạn có thể nhấn cái nút này này, zoom timeline này, zoom ấn nút cộng rồi zoom hoặc ấn dấu trừ để thu nhỏ lại, hoặc là ấn cái dấu này để view mọi thứ trên timeline. Ok. Về cái hiệu ứng kết thúc ấy thì cái cách đầu tiên ấy, cách đầu tiên mà các bạn thường dùng ấy, mà trong các bộ phim người ta hay dùng hoặc là kết thúc video người ta hay dùng, đó là thêm cái hiệu ứng fade out. Tức là fade out tức là đến gần cuối video rồi nó sẽ mờ dần đến phần đen, tức là mờ dần đến đen, thì đấy gọi là hiệu ứng fade out. Thì ở trong Filmora 10 thì có hai cách để các bạn thêm. Một là các bạn thêm cái hiệu ứng fade transition vào trong video. Ví dụ bạn đi đến phần transition nhé. Transition, sau bạn tìm ở trong phần này này, trong phần download này, hoặc là trong cái recommended này cũng được. Thì bạn ở đây bạn nhìn thấy luôn này, fade này, đây hiệu ứng fade. Hoặc không thì các bạn có thể tìm ở ô này, ô search transition này, bạn tìm cái chữ fade này, FADE này, các bạn enter thì nó sẽ tìm ra cho các bạn mấy cái fade này hoặc là fade grayscale này. Thì các bạn có thể kéo cái này, cái fade này vào. Fade này thì nó sẽ fade đến đen, từ bình thường sang đen. Thì các bạn có thể kéo và thả vào cuối video. Đó. Đây các bạn kéo và thả cuối video. Còn độ dài ngắn thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh ở đây nhé. Các bạn kích chuột rồi các bạn kéo thả. Ví dụ đây như này, video đang bình thường ở chỗ này mình sẽ play, các bạn xem đến cuối nó sẽ mờ đến tối. Đây. Đó thì cái này đơn giản đúng không? Tuy nhiên ấy, nếu như mà các bạn không muốn thêm cái chuyển cảnh fade này thì các bạn có thể thêm keyframe cho nó thì cũng tương đối dễ. Ví dụ mình xóa cái hiệu ứng chuyển cảnh fade ở cuối đi, và sau đấy mình kéo đến cái vị trí mà mình bắt đầu muốn nó bắt đầu mờ ấy, thì mình sẽ add cho nó một cái keyframe. Để add keyframe thì các bạn chọn cái clip trên timeline, sau đấy các bạn kích vào nút này, nút dấu cộng này, gọi là keyframing này. Để các bạn add cho nó một cái keyframe thì nó sẽ add vào cái vị trí này, vị trí của cái kim thời gian ở trên timeline. Ở đoạn này thì các bạn để opacity của cái đoạn này là 100% nhé. Khi mà các bạn add vào ấy thì các bạn sẽ nhìn ở phần này này, phần animation nhé, nó sẽ có này opacity này, position này, scale này. Các bạn không cần chỉnh, nhưng mà các bạn kéo cái kim thời gian này về cuối video đó. Rồi các bạn chỉnh cái opacity này xuống về 0. Các bạn kéo cái thanh này này. Cái thanh này các bạn kéo nó về 0. Đấy thì các bạn cũng tạo được cái hiệu ứng kiểu hiệu ứng từ từ bình thường sang tối. Ok, còn nếu như mà các bạn muốn điều chỉnh cái thời gian của hiệu ứng ấy thì các bạn có thể dùng hai cái keyframe này, các bạn kéo này. Kéo ra về bên trái thì nó sẽ lâu hơn, còn kéo về bên phải nó sẽ nhanh hơn. Ok, đấy thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng giống y hệt là cái hiệu ứng các bạn thêm fade transition. Thì đây là cái cách thứ nhất.
Thế còn một cái cách nữa mà mình hay dùng ấy, cách mình hay dùng là mình sẽ thêm một cái khoảng đen trên timeline. Thì để thêm cái khoảng đen trên trên timeline thì các bạn làm như nào? Ví dụ mình sẽ zoom nhỏ cái timeline lại nhé. Để đi đến cuối timeline. Tức là ở phần cuối này bao giờ mình cũng để lại cái khoảng 20 giây. 20 giây để mình có thể chèn thêm cái end screen của YouTube ấy. Thì tất cả nói chung là nhiều người người ta đã cũng làm ấy. Thì mình hay làm cách mình làm như này. Đầu tiên ấy là mình sẽ đi đến phần media, sau mình thêm cho nó một cái, tức là một cái bảng màu đen. Mình đi đến tiếp là phần sample color nhé. Thứ ra bảng màu đen thì đấy là cái sở thích của mình thôi, chứ còn các bạn có thể thêm cái bảng màu nào cũng được. Ví dụ mình kéo cái bảng black này, bảng màu đen này xuống timeline. Và mình sẽ đổi cái bảng màu này thành 20 giây. Để đổi thì mình sẽ kích chuột phải, mình sẽ chọn là duration. Sau đấy là ở phần này, phần input duration mình sẽ nhập vào đây là 20 giây. 20. Đó. Sau mình kích vào ok. Thì bây giờ ở cuối video của mình ấy, khi mà mình xuất video ra nó sẽ có một cái khoảng màu đen này, khoảng 20 giây. 20 giây này khi mà up video lên YouTube ấy thì mình sẽ có cái thời gian đấy để nó xuất hiện cái những cái gọi kêu gọi người ta kích vào cuối video ấy. Ở đây này, một cái video này là xem tiếp này, những video tốt nhất cho bạn này. Xong rồi video này là mình sẽ thêm vào này, và ở giữa này có một cái nút subscribe. Cái đấy là thêm vào khi bạn up lên YouTube nhé. Còn ở giữa này thì tùy các bạn có thể vẫn để cái fade in hoặc là vẫn để cái fade out, hoặc là các bạn có thể thêm một cái chuyển cảnh gì đấy vào đây cũng được. Ví dụ dissolve rồi tất cả mấy cái chuyển cảnh này các bạn có thể kéo thả vào chỗ này, vào chỗ giữa này. Ở cái phần keyframe này thì các bạn có thể xóa cái keyframe này đi được. Đấy thì nó sẽ ra một cái tức là từ video này sau đấy dissolve sang cái màu đen như này này. Đó, màu đen này đơn giản. Khi bạn xuất video ra thì nó sẽ vẫn còn 20 giây màu đen ở cuối video. Đó là cách thứ hai. Thế còn cách cuối cùng ấy, cách thứ ba là các bạn thỉnh thoảng các bạn sẽ thêm một cái gọi là like này, comment này, subscribe này. Thì cái đấy thì ở trong Filmora thì rất là dễ, bạn chỉ cần tìm một cái template, cái title ấy, tìm một cái title template là add vào là dễ thôi. Ví dụ mình xóa cái này đi nhá. Ví dụ mình xóa cái này đi, sau đấy mình muốn thêm một cái ở đoạn cuối này, sau khi hết kết thúc video, và mình muốn thêm một cái gọi là like, comment và subscribe nhé. Thì mình làm thế nào? Thì mình sẽ đi đến phần title, đi đến phần title ở trong Filmora nhé. Sau đấy mình sẽ đi đến phần download nhé. Trong cái download này thì các bạn nhớ là các bạn chọn nhé, cái view option này các bạn nhớ chọn là phần free nhé. Phần free là phần miễn phí ấy. Thì để phần miễn phí này thì để tất cả những cái này các bạn dùng được. Chứ còn nếu các bạn không chọn ấy, đôi khi các bạn kéo cái hiệu ứng hoặc là cái template mà nó có cái biểu tượng nút kim cương ở đây ấy, thì các bạn sẽ không dùng được, hoặc là dùng thì các bạn phải trả phí. Thì cái đấy nó hơi phiền. Đây ví dụ cái opener đây chứ, cái opener 02 outro này. Cái này nó gồm có thanks thanks for watching này. Đây mình kích kép vào cho các bạn xem. Thanks for watching này, rồi là kênh YouTube này, xong là like, subscribe này, comment này, đúng không? Đây cái này rất hay thì mình sẽ kéo xuống đây. Ok. Cái này nó cái bảng này ấy, thì nó sẽ có khoảng 5 giây thôi. Nhưng mà theo mình thì 5 giây đã ok rồi. Đúng không? Cái kiểu một cái xuất hiện ở cuối video ấy chỉ 5 giây ok rồi, nó có sẵn như này rồi. Thanks for watching này, đó. Nhưng mà cái chữ này, ví dụ cái chữ thanks for watching này, đây là cái phông của người ta. Nếu các bạn muốn đổi phông thì các bạn kích kép vào cái title này ở trên timeline này. Kích kép vào đây. Sau đấy các bạn chọn cái thanks for watching này. Đó, ok. Sau bây giờ cái phông chữ thì các bạn có thể đổi ở đây, hoặc các bạn format các thứ ở đây, cỡ chữ rồi bold rồi in đậm rồi in nghiêng các kiểu đấy. Đây, ví dụ đổi sang cái chữ cỡ chữ khác ấy. Fugas one này. Đó, thanks for watching, ok. Thế còn cái chữ cái kênh này thì các bạn có thể xóa đi cũng được. Ví dụ mình không thích mình xóa đi, dùng luôn ở cái text editor này cũng được. Đó, ok. Rồi vị trí của cái thanks for watching này mình có thể kéo dưới thấp một tí. Đấy, như thế là được rồi. Và đây play. Tức là play đến video, sau đến cái thanks for watching. Ok, rất là đẹp đúng không? Kích ok.
Đấy là cách thứ ba. Thế còn bạn nào mà muốn, tức là muốn thay đổi cái mấy cái chữ nghĩa rồi trông cho nó đẹp hơn, hoặc các bạn thích thì các bạn thêm những cái overlay các kiểu này này, tất cả những cái này các bạn có thể kéo lên, các bạn tạo tạo ra một cái intro đẹp. Nếu như bạn nào cầu kỳ, nhưng mà mình thì mình hay đơn giản, nhưng mà thường cái mà mình hay sử dụng nhất đấy là cái thêm một cái bảng màu đen dài 20 giây vào video. Đấy, đơn giản đúng không? Đó, còn cuối cùng cách thứ tư thì các bạn phục vụ cho các một số các bạn hay làm phim là viết ấy, làm phim hoặc làm video mà các bạn muốn credit credit người khác ấy, giới thiệu người khác, thì các bạn thêm cho nó gọi là cái end credit. End credit thì như này nhá, ví dụ các bạn đi vào phần title này, vẫn là phần title, sau các bạn tìm đến cái phần này trong download này, hoặc là ở ngay cái bảng ngoài này các bạn có thể tìm thấy phần end credits. Đấy, trong cái end credit này ấy, thì các bạn sẽ có nhiều cái mẫu, ví dụ là credit 1, credit 2, 3, 4, 5, 6 này, các bạn có thể kéo xuống đây nhá, kéo xuống đây xong nó sẽ có xuất hiện các cái chữ chạy đây, ví dụ nó có mỗi end credit thì nó có một kiểu chữ như này, thì các bạn có thể kích kích kép vào, kích đúp vào đấy, các bạn sửa tên sửa tuổi các thứ ở đây. Ví dụ giám đốc sản xuất là ai, DOP là ai, rồi diễn viên là ai, ai diễn trong cái phim này, rồi thế nào ấy, thì các bạn có thể thêm vào đây phần end credit. Đó, cách thứ tư, và các bạn thêm cái hiệu ứng kết thúc cho video. Mình thì thấy có mấy cách đấy thôi, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn sáng tạo thì các bạn có thể thêm nhiều cách. Có những người còn thêm, ví dụ thêm một cái hình nền ở dưới đây, sau đấy thêm cái logo kênh ấy. Tạo một cái loop, dạng kiểu dạng loop ấy. Cứ 20 giây thôi, nhưng mà nhớ là các bạn thêm chèn nhạc chèn nhiếc vào nữa cho nó hấp dẫn. Ok, mình nghĩ là video đến đây cũng tương đối dài. Nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy like video, và nếu bạn là mới đến kênh của mình ấy, thì hãy subscribe kênh của mình. Cuối cùng là mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình để đạt được 10.000 sub. Mặc dù thời gian đạt đến 10.000 sub thì cũng hơi là lâu, gần được gần 2 năm rồi. Mình bắt đầu làm cái kênh này từ tháng 3 năm 2020 mà đến bây giờ là tháng tháng 8 rồi. Tháng 8 rồi, hơn 1 năm rồi mới được 10.000 sub. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.